Vũ Nhưng Thật với những câu nói hay về cuộc sống. Các bạn hãy cùng mình xem nhé! Nếu như bạn mong đợi người đời sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình, chỉ vì mình không ăn thịt nó. Người làm thường không nói, người nói chưa chắc đã làm. Người có, không khoe, người khoe chưa chắc đã có. Thẳng thật thì mất lòng, được lòng chưa chắc thật. Làm nghìn việc tốt không ai nhớ, chỉ một lần sai đã thất thời. Điều đau khổ nhất khi bị phản bội là nó không bao giờ đến từ kẻ thù của ta. Sống trên đời này thứ đáng sợ nhất chính là miệng đời. Nó biến không thành có, biến trắng thành đen. Đồng xu tuy hai mặt, nhưng có một mệnh giá. Con người tuy một mặt, nhưng sao lại hai lòng? Thực ra, có những kẻ mà có bao nhiêu lòng, bạn không thể biết được. Thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người. Hôm nay có thể khiến bạn mỉm cười, ngày mai cũng có thể khiến bạn bật khóc. 10 năm trước, những người quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bố mẹ bạn để đối đãi với bạn. 10 năm sau, những người xung quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bạn để đối đãi với bố mẹ bạn. Con người thật đáng sợ. Họ luôn đòi hỏi người khác phải hoàn hảo đúng ý họ trong khi họ chưa một lần nhìn lại chính mình. Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà biết hết được con người, thì thế giới này đã không tồn tại hai chữ không ngờ, bởi vì lòng người thâm sâu hơn biển cả. Lòng người thực chất còn khó đoán định hơn tất cả. Họ mỉm cười, chưa chắc họ đã coi ta là bạn. Họ chia sẻ với những lời tâm sự của bạn, không chắc rằng họ đem chuyện đó ra để tán gẫu với kẻ khác. Tiền là thứ rất sắc. Nó có thể cắt được những thứ mà dao kéo không cắt được, đó là tình yêu và tình bạn. Những câu nói hay, tạo động lực, giúp bạn lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Các bạn nên xem nhé! Nếu như bạn bị rớt lại phía sau, hãy chạy nhanh hơn. Không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng. Hãy chống lại nghịch cảnh. Con người ta sinh ra là để được là chính mình. Vì vậy, đừng bao giờ cố che giấu hay thay đổi bản thân vì bất cứ ai. Hãy cứ tự tin và cho cả thế giới biết bạn thực sự là ai. Đó mới là vai diễn định mệnh của bạn. Dù không muốn mình lớn lên, nhưng bạn vẫn phải trưởng thành. Vì vậy, hãy mạnh mẽ mà trưởng thành. Khi mọi thứ dường như chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay chỉ có thể cất cánh khi chống lại gió, không phải thuận theo nó. Không bao giờ cúi đầu, không bao giờ bỏ cuộc hay chỉ ngồi than thở. Hãy tìm một cách khác và đừng cầu nguyện khi trời mưa nếu bạn không cầu nguyện khi trời nắng. Sẽ không bao giờ có bế tắc thật sự khi trong bạn còn niềm tin. Chỉ cần có niềm tin, bạn sẽ có hy vọng, sẽ tìm thấy con đường để bước tiếp. Nếu bạn không thích điều gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi cách suy nghĩ của bạn về nó. Cuộc sống luôn có nhiều việc xảy ra không như ý. Chúng ta không thể né tránh, điều duy nhất bạn có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó. Vinh quang không phải là không bao giờ thất bại, mà là cách chúng ta đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Sức mạnh không được tạo ra từ những thứ bạn có thể làm, nó được tạo ra từ nỗ lực vượt qua những thứ bạn nghĩ mình không thể vượt qua. Trở ngại không thể cản bạn lại được. Nếu bạn va phải tường, đừng quay đi và bỏ cuộc. Hãy tìm cách trèo lên, phá vỡ hay bước vòng qua nó. Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên. Và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin. Bạn sẽ sống tốt hơn, tự tin hơn, yêu đời hơn khi đọc những câu nói này. Bạn đừng bao giờ ghét những người hay đố kỵ với bạn. Hãy kính trọng những sự đố kỵ đó, vì những người ấy
chính là những người nghĩ rằng bạn giỏi hơn họ. Có 6 thứ không nên: không nên đói mới ăn, không nên khát mới uống, không nên buồn ngủ mới ngủ, không nên mệt mới nghỉ, không nên bệnh mới đi khám, không nên già rồi mới hối hận. Hạnh phúc lớn nhất, đơn giản chỉ là thời khắc hiện tại, bạn thực sự hài lòng với những gì bạn đang có. Dù vất vả, khó khăn, nhưng ta biết trân trọng và yêu thương, thì nhất định hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta. Đừng bao giờ giao bí mật của bạn cho một ai, bởi vì tự bạn còn không giữ được, thì còn trông chờ vào ai kia chứ. Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể. Khi bạn muốn tìm một người thay đổi cuộc đời bạn, hãy nhìn vào gương. Nếu như bạn mong đợi người đời sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình chỉ vì mình không ăn thịt nó. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy học cách thích ứng đi. Đại dương mênh mông sẽ không thể đánh chìm một con tàu nếu nước không vào bên trong nó. Cũng tương tự như thế, những khó khăn sẽ không thể quật ngã bạn nếu bạn không cho phép chúng làm thế. Cuộc đời chỉ có một, vì thế, hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười. Nếu kẻ khác nói xấu bạn, phán xét bạn, mặc dù họ không biết gì về bạn, đừng buồn. Hãy nhớ kỹ một điều, chó sủa khi gặp người lạ. Thành công không phải đích đến cuối cùng, thất bại cũng chẳng phải vực sâu thẳm. Đó chỉ là động lực để bạn vững vàng hơn trên con đường sắp bước. Không quan trọng bạn phạm bao nhiêu sai lầm, không quan trọng bạn biết đi chậm chạp đến đâu, bạn vẫn chiến thắng những kẻ không bao giờ biết đến hai từ cố gắng. Những nghịch lý tôi đã gặp và luôn đúng. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Bạn càng ghét một tính cách nào đó của người khác thì càng có nghĩa là bạn đang chối bỏ tính cách ấy bên trong mình. Người nào không tin được ai thì không đáng tin. Những người thường thấy bất an sẽ dễ phá hủy mối quan hệ. Bạn càng cố gây ấn tượng với ai, họ càng ít ấn tượng với bạn. Không ai thích nhê hết. Càng thất bại nhiều, càng có khả năng thành công. Thứ gì càng đáng sợ, thứ đó càng đáng làm. Dĩ nhiên là trừ những thứ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tính mạng. Càng sợ chết, càng khó tận hưởng cuộc sống. Tôi rất thích câu này, cuộc đời tỷ lệ với sự dũng cảm của mỗi người. Càng học nhiều, càng thấy mình biết ít. Bạn càng ít quan tâm đến người khác, thì cũng càng ít quan tâm đến chính mình. Càng sợ thất bại, càng dễ thất bại. Càng cố làm điều gì, điều ấy càng khó đạt. Thứ gì càng nhiều, bạn càng ít muốn có. Cách tốt nhất để ở bên ai đó là không cần phải ở bên người ấy mãi. Càng thành thật về lỗi lầm của mình, người ta càng nghĩ bạn hoàn hảo. Càng cố níu kéo ai đó kề bên, bạn càng khó giữ. Càng cố tranh cãi, càng khó thuyết phục. Càng có nhiều lựa chọn, càng khó hài lòng. Càng nghĩ rằng mình đúng, thì càng không biết gì. Thứ duy nhất chắc chắn là không điều gì là chắc chắn. Những quy tắc xã hội mà ít ai nói cho bạn biết, các bạn hãy cùng mình xem nhé. Đừng bao giờ hối tiếc những việc đã xảy ra trong quá khứ, vì tại thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn, và tại thời điểm hiện tại, bạn không thể làm gì để thay đổi nó. Trên đời này không có người không thể thay thế, vì vậy, chia tay rồi có thể đau khổ, nhưng đừng để bản thân mãi chìm trong cái hố đó, thật sự không đáng. Người ta có thể tự chê bai, chế giễu bản thân, nhưng bạn tuyệt đối không được phụ họa.
đừng dùng bí mật để lôi kéo bạn bè, bởi bạn không có nhiều bí mật để có thể giữ chân họ vĩnh viễn. Có nhiều chuyện rõ ràng biết đáp án rồi còn hỏi, hỏi ra cũng thêm ngượng ngùng mà thôi. Vậy nên dứt khoát không hỏi làm gì. Ví dụ, cậu vẫn chưa lấy chồng à? Cậu còn thất nghiệp hả? Bạn chỉ nên kể về quá trình thực hiện khi kế hoạch đã thành công, bởi chẳng ai muốn nghe thuyết giảng từ kẻ thất bại cả. Cách tốt nhất để thành công chính là làm theo những lời khuyên mà bạn dành cho người khác, bởi vì nó sáng suốt và không bị cảm xúc quấy nhiễu. Tiền bạc giải quyết 99% vấn đề, 1% còn lại là do quyền lực và địa vị xã hội quyết định. Hãy cẩn thận với những gì bạn nói, hoặc nếu cảm thấy không chắc chắn thì đừng nói. Bởi vì những lời nói đó có thể được người khác mang đi rèn thành kiếm và đâm vào lưng bạn lúc nào không hay. Đối với việc tiếp nhận quà cáp từ ai đó, nên nhớ rằng mỗi món quà đều mang theo mục đích riêng. Bạn đáp ứng được mục đích của người tặng thì mới nhận, còn không thì từ chối cũng chẳng mất mát gì. Thất bại giúp con người ta nhận ra điểm nào nên tiếp tục phát huy, điểm nào nên từ bỏ, không phải để bạn lao đầu vào sửa chữa điều mà bạn nên từ bỏ. Người ta cố gắng học hành, chăm chút ngoại hình để tìm gặp bạn đời xứng vai phải lứa. Bạn dựa vào đâu đòi họ yêu một người lười biếng, xấu xí, tính tình gàn dở? Tình yêu không phải như phim ngôn tình. Nếu bạn không cố gắng, đừng trách ông trời tại sao không cho bạn gặp kỳ tích. Ngoại trừ cha mẹ và chính bạn, đối với ai cũng nên cẩn trọng một chút. Bạn không biết thứ ở phía sau lưng họ là hoa hay gươm giáo đâu. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Cuộc đời còn đến mấy chục năm, chứ không phải ngõ cụt để bạn than trời trách đất. Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc. Vậy bạn có bao giờ thanh toán một bữa ăn tại nhà hàng bằng một cái ôm hay lời tỏ tình chưa? Tổng hợp những điều khắc cốt ghi tâm mà bạn nên ghi nhớ, hãy cùng mình xem nhé. Khi buồn chán, hãy im lặng, kêu than chẳng giải quyết được gì. Không nên nghĩ rằng chỉ cần tìm được một người đàn ông nhiều tiền thì cái gì cũng có. Tự kiếm tiền mua món đồ mình thích sẽ vui vẻ và thoải mái hơn nhiều so với việc cầm tiền của người khác đi mua. Nếu không thích sự quan tâm từ người khác, hãy dứt khoát một cách lịch sự. Tình yêu mà không có bao dung và tha thứ thì sớm muộn cũng phải chia ly. Nếu chán công việc hiện tại, hãy thay đổi nó, còn không, đừng kêu ca. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng tiền bạc do bản thân tự kiếm ra còn quan trọng hơn. Tiết kiệm là tốt, nhưng nên học cách tự thưởng cho bản thân sau những vất vả bon chen. Cho dù mất tất cả, cũng không được đánh mất nụ cười. Trong chuyện tình cảm, nếu không có người thứ ba xen vào, vậy thì hãy xem lại chính mình. Hãy dành thời gian ở bên những người yêu thương bạn thực sự. Chẳng có ai là bận tới mức không có thời gian dành cho người mình yêu. Nếu muốn, sẽ luôn có cách. Nếu không muốn, sẽ luôn có lý do. Nếu người đó không còn tình cảm với bạn nữa, đừng quỵ lụy. Nếu không thể giữ được tình yêu, thì hãy giữ tự trọng cho mình. Tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính mình. Thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương. Nếu thấy hay các bạn hãy cho mình một tim hoặc để lại bình luận cho mình biết với nhé. Chỉ những người thông minh mới thường tự nói 10 câu này mỗi ngày. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Nếu không ai muốn làm, vậy mình sẽ làm. Mọi chuyện cũng chưa phải quá tệ. Mình không thể hoàn thành mọi việc trong hôm nay, nhưng ít nhất thì mình đã bắt tay vào làm. Nói ít đi, làm nhiều hơn. Những người xa lạ nghĩ gì không liên quan đến mình. Biến tức giận trở thành động lực để làm việc.
Những gì tôi làm được có thể không phải hoàn hảo nhất, nhưng nó phù hợp với tôi nhất. Lần sau, mình sẽ làm tốt hơn. Chẳng ngại ngùng gì khi nói cảm ơn người khác một cách chân thành cả. Cố gắng nhiều hơn, mình cũng sẽ trở nên tốt hơn. Những câu nói hay, ý nghĩa và thiết thực nhất, bạn nên đọc một lần nhé. Sống ở đời, phải từ bi với người già, khoan dung với người mắc lỗi, cảm thông với người khó khăn, bởi lẽ trong cuộc đời sẽ có lúc bạn ở trong hoàn cảnh đó. Trên đời này có hai thứ không thể trực tiếp nhìn vào, một là mặt trời, hai là lòng người. Đừng buồn vì ai đó bỏ rơi bạn, mà hãy sống sao cho họ buồn vì đã đánh mất bạn. Khi còn trẻ người ta bán sức khỏe để kiếm tiền, lúc về già lại dốc tiền để mua sức khỏe. Thà bị ghét vì sống thật với chính mình, chứ không giả tạo, nói xạo để người khác yêu thương. Giàu hay nghèo không quan trọng, quan trọng là đừng đối xử với nhau một cách rẻ tiền là được. Nóng giận sẽ giết chết bạn từ bên trong. Vì thế, bình tĩnh chính là bài học đắt giá nhất của cuộc đời mà bạn phải học càng sớm càng tốt. Trên đời này, người đàn ông thương bạn vô điều kiện, cho đi mà không bao giờ đòi hỏi gì ở bạn, chỉ có bố bạn mà thôi. Tuổi tác không nói lên độ trưởng thành, điểm số không nói lên năng lực và những lời đồn đại không nói lên bạn là ai. Lúc khổ chẳng ai thèm nhìn, phất lên một cái, 9.000 anh em. Muốn mua đồ mà không nhìn giá, hãy lao động mà không nhìn đồng hồ. Ngoại trừ chuyện sinh tử, còn lại mọi thứ đều có thể giải quyết được. Cố gắng có thể thành công, nhưng bỏ cuộc chắc chắn thất bại. Tốc độ thành công của bạn nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của ba mẹ. Những câu nói truyền cảm hứng làm thay đổi cuộc đời bạn, các bạn cùng nghe và suy ngẫm nhé. Cuộc sống có hai nguyên tắc. 1. Không bao giờ từ bỏ. 2. Luôn luôn nhớ nguyên tắc 1. Những việc tôi đã làm, tôi không hối hận. Tôi chỉ hối hận về những việc tôi có cơ hội thực hiện, nhưng lại không làm. Hãy chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, nên biết rằng chính bạn chứ không ai khác sẽ là người đưa bạn tới nơi bạn muốn. Mỗi người đi qua đời ta đều dạy cho ta điều gì đó, một số bài học rất đau đớn, một số thì không, nhưng tất cả đều vô giá. Những điều tốt đẹp sẽ đến với những người biết chờ đợi, những điều tuyệt vời hơn sẽ đến với những người chịu bắt tay vào việc và làm bất cứ điều gì để làm chúng trở thành hiện thực. Để thành công, khao khát thành công của bạn phải lớn hơn nỗi sợ thất bại. Khi quá khứ gọi tên, hãy cho nó vào hộp thư thoại, tin tôi đi, nó chẳng thể nói lên được điều gì mới cả. Tôi biết ơn những người đã nói không với tôi, bởi nhờ họ, tôi đã tự mình làm điều đó. Cách duy nhất để làm tốt một việc là hãy yêu công việc bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy cứ tiếp tục tìm kiếm, đừng dừng lại. Đừng lo lắng về thất bại, hãy lo về những cơ hội bạn bỏ lỡ khi bạn không hề cố gắng. Nỗi đau bạn cảm nhận hôm nay sẽ là nguồn sức mạnh cho bạn trong tương lai. Mỗi thách thức sẽ đem lại cho bạn cơ hội để trưởng thành. Yêu những gì bạn có, cần những gì bạn muốn, chấp nhận những gì bạn nhận được, cho những gì bạn có thể. Hãy luôn nhớ rằng, những gì cho đi đều có thể nhận lại. Tự tin vào bản thân là phẩm chất hấp dẫn nhất mà một người có thể có. Làm sao mọi người có thể biết bạn tuyệt vời thế nào nếu chính bản thân bạn còn không thấy điều đó? Không một ai viết ra một kế hoạch khiến bản thân trở nên trắng tay, mập ú, lười biếng hay ngu ngốc. Đó chỉ là những gì xảy đến khi bạn không có một kế hoạch cho mình. Có ba thứ không thể lấy lại được trong cuộc sống: những lời đã nói ra,
khoảnh khắc bỏ lỡ và thời gian đã trôi qua, hãy cẩn thận. Hãy tránh xa bất cứ điều gì hay bất cứ ai lấy đi niềm vui của bạn, bởi cuộc đời quá ngắn ngủi để phải chịu đựng những kẻ ngu ngốc. Chỉ cần biết rằng, khi bạn thực sự muốn thành công, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ, dù cho mọi thứ có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa. Những thông điệp hay, ý nghĩa về cuộc sống, các bạn nên xem nhé. Cái gì mua được bằng tiền thì phải bỏ tiền mua, đừng đắn đo hơn thiệt, chiều chuộng bản thân một chút chẳng có gì là sai cả, hãy dành tâm lực để đầu tư cho những cái tiền không thể mua được. Đừng kêu than với đám đông làm gì, một nửa không quan tâm, một nửa mừng thầm khi thấy bạn xui xẻo. Khi gặp khó khăn, bạn hãy coi đó là một thử thách để khiến bạn mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Hãy lạc quan khi tiếp nhận mọi chuyện bạn nhé. Dù bạn có làm bất kể thứ gì, thì cũng nên dành tình yêu, niềm đam mê và sự khát khao vào nó. Hãy sống hết mình khi còn có thể, đừng để sự nuối tiếc đeo bám bạn đến cuối cuộc đời. Con người đi giữa thế gian đều phải đeo lên mình những chiếc mặt nạ khác nhau, không phải vì giả tạo, mà là rất nhiều lúc cần phải trốn tránh tự nhiên, thuận theo hoàn cảnh. Nếu như bạn không thể thay đổi cuộc sống, thì phải vì cuộc sống mà đổi thay chính mình. Dù bạn sinh ra không phải ở vạch đích, nhưng bạn luôn cố gắng để đến vạch đích mới là điều đáng trân trọng. 4 nguyên tắc vàng trong cuộc sống: trung thực khi nghèo khó, giản dị khi giàu có, lịch sự khi có uy quyền, im lặng khi giận dữ. Bạn hãy cứ cố gắng, quan trọng là bạn phải vượt qua được giới hạn của chính mình. Dù kết quả có ra sao cũng đều tốt cả, thua keo này ta bày keo khác, không thành công thì cũng thành nhân. Sự may mắn và thành quả đạt được có liên quan đến nhau, nhưng không được gộp chung chúng lại. Ý nghĩ tiêu cực và sự lưỡng lự của bạn sẽ khiến nhiều cơ hội bị bỏ qua. Con đường đi đến thành công của bạn sẽ ngày càng trắc trở nếu bạn vẫn giữ những suy nghĩ như vậy. Lời lẽ tiêu cực cũng chỉ là tiếng ồn, bịt tai lại là đỡ ô nhiễm ngay. Một cái headphone là quá đủ cho một ngày tươi đẹp. Đừng sống để làm hài lòng người khác, hãy sống sao cho đúng với bản thân mình. Nếu bạn cảm thấy những gì mình làm là lương thiện thì đúng hay sai chỉ là chuyện của người khác. Đôi khi, bạn cần phải im lặng, nuốt cái tôi vào trong và chấp nhận rằng bạn sai. Đó không phải là bỏ cuộc, đó là trưởng thành. Sau cơn mưa chưa chắc trời sẽ sáng, mà rất có thể sẽ lại mưa tiếp. Điều bạn cần làm là chuẩn bị cho mình một chiếc ô để đối phó với cơn mưa sắp tới. Khi bạn nói, bạn chỉ đang lặp lại những gì bạn biết, nhưng nếu bạn lắng nghe, bạn sẽ học thêm được vài điều mới mẻ. Người duy nhất bạn nên cố gắng để vượt qua chính là bản thân bạn của ngày hôm qua. Chiến thắng vĩ đại nhất là chiến thắng chính bản thân mình. Than vãn chẳng có tác dụng gì, cứ ngồi đó mà than vãn chỉ tốn thời gian, mà kết quả thì vẫn thế. Khó khăn đã mặc định là tất yếu của cuộc sống, vì thế thay vì than vãn thì hãy dùng thời gian đó mà tiếp tục hành động, tiến lên. Bạn sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi trở nên mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất mà bạn có. Cứ khóc thật to nếu bạn muốn, nhưng hãy luôn chắc chắn rằng một khi ngừng khóc thì bạn sẽ không bao giờ phải khóc vì cùng lý do đó nữa. Bạn sinh ra không phải để gồng mình trở nên hoàn hảo, hãy là chính bạn, đừng sống cuộc đời của một ai khác. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, đừng đánh giá họ khi bạn chưa thực sự hiểu. Những điều mà trường học không dạy bạn, ra đời mất tiền, mất bạn, hỏng việc mới tự ngộ ra. Muốn có năng lượng thì lương buộc phải nặng. Đi làm, giỏi chuyên môn không phải là tất cả. Còn trẻ, còn sức thì hãy lo học và phấn đấu, khổ trước sướng sau. Ông trời không phụ người có ý chí. Sống thẳng thắn không phải lúc nào cũng là tốt, đôi khi cần phải thảo mai thật chuyên nghiệp.
ra đời, gặp người, tin 50% là nhiều. Với người lớn tuổi, dụng tâm chân thành mà đối đãi, đừng bao giờ lừa dối, sau này sẽ nhận lại được nhiều thứ to lớn hơn mà không bao giờ thiệt. Mình là phiên bản của họ khi xưa, đừng làm trò qua mặt, đều giả với họ. Nếu mình đang không phải lo gì về tiền bạc và gánh nặng, tức là có ai đó đang thay mình làm việc đó. Lắng nghe nhiều hơn, nói ít lại. Phải luôn vui vẻ bên ngoài, về nhà đắp chăn khóc sao cũng được. Những gì hiện tại bạn lo sợ, sau này nhìn lại, hóa ra chỉ thế mà thôi. Không phải ai bỏ học cũng thành công, đừng bám vào suy nghĩ, học ra rồi cũng vậy, nghỉ học đi làm sớm có tiền hay hơn. Sau này, thiệt hơn khác rõ. Chết đi sống lại, vẫn phải đi làm, ai còn đi học thì trân trọng thời gian đó đi, sau này có hối hận thì cũng không quay lại được nữa đâu. Nếu tổng hợp những lời hay, ý đẹp về cuộc sống, các bạn hãy nghe và cảm nhận nhé. Nếu giọt nước rơi xuống hồ, nó sẽ biến mất, nhưng nếu rơi xuống lá sen, nó sẽ tỏa sáng như một viên ngọc. Rơi giống nhau, nhưng ở cùng ai mới là điều quan trọng. Dù ngôi nhà của bạn có to bao nhiêu đi nữa, dù bạn mới vừa tậu một chiếc xe hơi mới tinh, hay kể cả tiền của bạn trong tài khoản ngân hàng có nhiều cỡ nào, thì phần mộ của bạn cũng chỉ nhiêu đó kích thước, hãy khiêm tốn. Chúng ta chỉ thật sự thất bại một khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng. Im lặng và mỉm cười là hai vũ khí lợi hại. Mỉm cười là cách để giải quyết nhiều vấn đề, im lặng là cách để tránh những vấn đề rắc rối xảy ra. Nếu bắt đầu thì có khả năng bạn sẽ nhận lấy thất bại, nhưng nếu không bắt đầu thì bạn đã thất bại rồi. Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên. Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường. Không phải ai cũng là tương lai của bạn. Một vài người chỉ lướt qua cuộc đời bạn để mang lại cho bạn một số bài học của cuộc sống. Cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn mơ ước, nhưng cuộc sống cho bạn quyền được lựa chọn ước mơ và quyền được thực hiện nó. Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn. Nếu có người lăng mạ, nguyền rủa bạn, không nhất thiết phải quay đầu lại xem người đó là ai. Hãy thử nghĩ sâu sắc một chút mà xem, giả sử một con chó điên cắn bạn một cái, lẽ nào bạn cũng cần phải hạ mình cúi thấp sát đất chỉ để cắn trả lại nó một cái? Tổng hợp những câu nói hay, truyền cảm hứng, có khả năng thay đổi đáng kể cách chúng ta cảm nhận về cuộc sống. Các bạn cùng xem nhé! Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc là một con đường. Khi bạn có quá nhiều sự lựa chọn, bạn không biết mình muốn gì. Khi bạn biết mình muốn gì, thì cũng là lúc bạn không còn sự lựa chọn. Sự khiêm nhường thì người ta càng phục, tự khoe mình thì người ta càng khinh. Đừng mơ trong cuộc sống, hãy sống cho những giấc mơ. Đừng bao giờ chia sẻ bí mật của bạn với bất cứ ai, vì đó có thể hủy hoại bạn. Đây có lẽ là lời khuyên quan trọng nhất cuộc đời. Bạn có thể tin vào giấc mơ của mình, nhưng bạn phải hành động để biến chúng thành sự thật. Cuộc sống rất đơn giản, nhưng chúng ta cứ bắt nó phải phức tạp. Hôm nay đầy rẫy những khó khăn, và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng, nhưng sau ngày mai, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Chỉ lên tiếng khi bạn thực sự biết lời nói của mình tốt đẹp hơn việc giữ yên lặng. Không tin vào chính mình, tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu. Đừng thất vọng khi bị từ chối, đừng buồn khi mình thất bại, đây chỉ là bài test của cuộc đời thôi. Người tốt thường chẳng khéo miệng, kẻ xấu lại giỏi nói lời hay. Những câu nói sau đây sẽ giúp bạn hiểu lẽ đời hơn đấy. Vẽ người vẽ mặt, khó vẽ xương,
Biết người biết mặt khó biết lòng, chân thành quá mức là một cái tội, tin người quá vội là một cái ngu. Trên đời này khó đoán nhất là tâm tư của người khác, khó điều khiển nhất là tình cảm của chính mình, và khó giữ nhất là lòng người đã đổi thay. Người thật thà thường chẳng biết khóe miệng, kẻ giả tạo lại biết toàn điều hay. Điều khó thay đổi nhất chính là sự đổi thay của lòng người. Đáy biển tuy sâu nhưng người đời đo được, lòng người tuy nông nhưng không ai thấu bao giờ. Vạn người quen, có mấy người là bạn, trăm loại bạn, có mấy người là thân, chục người thân có mấy người là tốt, vài người tốt liệu có được bền lâu, một người là đủ nếu có chữ chân thành. Thời gian trôi và lòng người thay đổi, có những người ra đi, để lại cho mình sự thảng thốt, sự mất mát và vết thương lòng. Sống ở đời không ai muốn mình là một người xấu, ai cũng muốn có một cuộc sống ngẩng cao đầu, sống không hổ thẹn với lòng. Thế nhưng, sự đời đôi khi chẳng như ý muốn, đôi khi người ta phải sống hai mặt để đổi lấy hai chữ bình yên. Thứ dễ thay đổi nhất là lòng người. Thứ làm cho lòng người thay đổi là vật chất, tiền bạc. Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người tuy cạn ai đo vơi đầy, thốt ra lời nói thì hay, nhưng mà lòng dạ thì đầy mưu mô. Có tiền mua được cuộc chơi, không tiền mua được cách chơi bạn bè. Giàu chưa chắc đã sang, nghèo chưa chắc đã hèn. Tất cả còn tùy thuộc vào nhân cách con người. Chơi với người tốt như vào hàng hoa, khi đi ra hương thơm còn vương vấn. Chơi với người xấu như vào hàng cá, quen tanh rồi, chẳng biết mình tanh. Người ta nói, con ong độc nhất ở cái đuôi, còn đàn bà độc nhất là ở tấm lòng. Không sai đâu, hãy nghĩ kỹ đi, nếu bạn không chọc phá con ong, nó sẽ chẳng chích. Cũng như đàn bà, nếu không đẩy họ vào đường cùng, họ sẽ không bao giờ thâm độc. Vũ Nhưng thật, với những câu nói hay về cuộc sống, các bạn hãy cùng mình xem nhé. Nếu như bạn mong đợi người đời sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình, chỉ vì mình không ăn thịt nó. Người làm thường không nói, người nói chưa chắc đã làm, người có, không khoe, người khoe chưa chắc đã có. Thẳng thật thì mất lòng, được lòng chưa chắc thật, làm nghìn việc tốt không ai nhớ, chỉ một lần sai đã thất thời. Điều đau khổ nhất khi bị phản bội là, nó không bao giờ đến từ kẻ thù của ta. Sống trên đời này thứ đáng sợ nhất chính là miệng đời, nó biến không thành có. Biến trắng thành đen. Đồng xu tuy hai mặt nhưng có một mệnh giá. Con người tuy một mặt nhưng sao lại hai lòng. Thực ra có những kẻ mà có bao nhiêu lòng bạn không thể biết được. Thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người. Hôm nay có thể khiến bạn mỉm cười, ngày mai cũng có thể khiến bạn bật khóc. 10 năm trước, những người quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bố mẹ bạn để đối đãi với bạn. 10 năm sau, những người xung quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bạn để đối đãi với bố mẹ bạn. Con người thật đáng sợ, họ luôn đòi hỏi người khác phải hoàn hảo đúng ý họ trong khi họ chưa một lần nhìn lại chính mình. Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà biết hết được con người, thì thế giới này đã không tồn tại hai chữ không ngờ, bởi vì lòng người thâm sâu hơn biển cả. Lòng người thực chất còn khó đoán định hơn tất cả. Họ mỉm cười, chưa chắc họ đã coi ta là bạn. Họ chia sẻ với những lời tâm sự của bạn, không chắc rằng họ đem chuyện đó ra để tán gẫu với kẻ khác. Tiền là thứ rất sắc. Nó có thể cắt được những thứ mà dao kéo không cắt được, đó là tình yêu và tình bạn.
những câu nói hay, tạo động lực, giúp bạn lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Các bạn nên xem nhé! Nếu như bạn bị rớt lại phía sau, hãy chạy nhanh hơn, không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng, hãy chống lại nghịch cảnh. Con người ta sinh ra là để được là chính mình, vì vậy đừng bao giờ cố che giấu hay thay đổi bản thân vì bất cứ ai, hãy cứ tự tin và cho cả thế giới biết bạn thực sự là ai, đó mới là vai diễn định mệnh của bạn. Dù không muốn mình lớn lên, nhưng bạn vẫn phải trưởng thành, vì vậy hãy mạnh mẽ mà trưởng thành. Khi mọi thứ dường như chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay chỉ có thể cất cánh khi chống lại gió, không phải thuận theo nó. Không bao giờ cúi đầu, không bao giờ bỏ cuộc hay chỉ ngồi than thở. Hãy tìm một cách khác và đừng cầu nguyện khi trời mưa nếu bạn không cầu nguyện khi trời nắng. Sẽ không bao giờ có bế tắc thật sự khi trong bạn còn niềm tin. Chỉ cần có niềm tin, bạn sẽ có hy vọng, sẽ tìm thấy con đường để bước tiếp. Nếu bạn không thích điều gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi cách suy nghĩ của bạn về nó. Cuộc sống luôn có nhiều việc xảy ra không như ý. Chúng ta không thể né tránh. Điều duy nhất bạn có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó. Vinh quang không phải là không bao giờ thất bại, mà là cách chúng ta đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Sức mạnh không được tạo ra từ những thứ bạn có thể làm. Nó được tạo ra từ nỗ lực vượt qua những thứ bạn nghĩ mình không thể vượt qua. Trở ngại không thể cản bạn lại được. Nếu bạn va phải tường, đừng quay đi và bỏ cuộc. Hãy tìm cách trèo lên, phá vỡ hay bước vòng qua nó. Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên. Và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin. Bạn sẽ sống tốt hơn, tự tin hơn, yêu đời hơn khi đọc những câu nói này. Bạn đừng bao giờ ghét những người hay đố kỵ với bạn. Hãy kính trọng những sự đố kỵ đó, vì những người ấy chính là những người nghĩ rằng bạn giỏi hơn họ. Có 6 thứ không nên. Không nên đói mới ăn, không nên khát mới uống, không nên buồn ngủ mới ngủ, không nên mệt mới nghỉ, không nên bệnh mới đi khám, không nên già rồi mới hối hận. Hạnh phúc lớn nhất, đơn giản chỉ là thời khắc hiện tại, bạn thực sự hài lòng với những gì bạn đang có. Dù vất vả, khó khăn, nhưng ta biết trân trọng và yêu thương, thì nhất định hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta. Đừng bao giờ giao bí mật của bạn cho một ai, bởi vì tự bạn còn không giữ được, thì còn trông chờ vào ai kia chứ. Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể. Khi bạn muốn tìm một người thay đổi cuộc đời bạn, hãy nhìn vào gương. Nếu như bạn mong đợi người đời sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình chỉ vì mình không ăn thịt nó. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy học cách thích ứng đi. Đại dương mênh mông sẽ không thể đánh chìm một con tàu nếu nước không vào bên trong nó. Cũng tương tự như thế, những khó khăn sẽ không thể quật ngã bạn nếu bạn không cho phép chúng làm thế. Cuộc đời chỉ có một, vì thế, hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười. Nếu kẻ khác nói xấu bạn, phán xét bạn, mặc dù họ không biết gì về bạn, đừng buồn, hãy nhớ kỹ một điều, chó sủa khi gặp người lạ. Thành công không phải đích đến cuối cùng, thất bại cũng chẳng phải vực sâu thẳm, đó chỉ là động lực để bạn vững vàng hơn trên con đường sắp bước. Không quan trọng bạn phạm bao nhiêu sai lầm, không quan trọng bạn biết đi chậm chạp đến đâu, bạn vẫn chiến thắng những kẻ không bao giờ biết đến hai từ cố gắng. Nghịch lý, tôi đã gặp và luôn đúng. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Bạn càng ghét một tính cách nào đó của người khác thì càng có nghĩa là bạn đang chối bỏ tính cách ấy bên trong mình.
người nào không tin được ai thì không đáng tin. Những người thường thấy bất an sẽ dễ phá hủy mối quan hệ. Bạn càng cố gây ấn tượng với ai, họ càng ít ấn tượng với bạn. Không ai thích nhây hết. Càng thất bại nhiều, càng có khả năng thành công. Thứ gì càng đáng sợ, thứ đó càng đáng làm. Dĩ nhiên là trừ những thứ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tính mạng. Càng sợ chết, càng khó tận hưởng cuộc sống. Tôi rất thích câu này, cuộc đời tỷ lệ với sự dũng cảm của mỗi người. Càng học nhiều, càng thấy mình biết ít. Bạn càng ít quan tâm đến người khác, thì cũng càng ít quan tâm đến chính mình. Càng sợ thất bại, càng dễ thất bại. Càng cố làm điều gì, điều ấy càng khó đạt. Thứ gì càng nhiều, bạn càng ít muốn có. Cách tốt nhất để ở bên ai đó là không cần phải ở bên người ấy mãi. Càng thành thật về lỗi lầm của mình, người ta càng nghĩ bạn hoàn hảo. Càng cố níu kéo ai đó kề bên, bạn càng khó giữ. Càng cố tranh cãi, càng khó thuyết phục. Càng có nhiều lựa chọn, càng khó hài lòng. Càng nghĩ rằng mình đúng, thì càng không biết gì. Thứ duy nhất chắc chắn là không điều gì là chắc chắn. Những quy tắc xã hội mà ít ai nói cho bạn biết, các bạn hãy cùng mình xem nhé. Đừng bao giờ hối tiếc những việc đã xảy ra trong quá khứ, vì tại thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn, và tại thời điểm hiện tại, bạn không thể làm gì để thay đổi nó. Trên đời này không có người không thể thay thế, vì vậy, chia tay rồi có thể đau khổ, nhưng đừng để bản thân mãi chìm trong cái hố đó, thật sự không đáng. Người ta có thể tự chê bai, chế giễu bản thân, nhưng bạn tuyệt đối không được phụ họa. Đừng dùng bí mật để lôi kéo bạn bè, bởi bạn không có nhiều bí mật để có thể giữ chân họ vĩnh viễn. Có nhiều chuyện rõ ràng biết đáp án rồi còn hỏi, hỏi ra cũng thêm ngượng ngùng mà thôi. Vậy nên dứt khoát không hỏi làm gì. Ví dụ, cậu vẫn chưa lấy chồng à? Cậu còn thất nghiệp hả? Bạn chỉ nên kể về quá trình thực hiện khi kế hoạch đã thành công, bởi chẳng ai muốn nghe thuyết giảng từ kẻ thất bại cả. Cách tốt nhất để thành công chính là làm theo những lời khuyên mà bạn dành cho người khác, bởi vì nó sáng suốt và không bị cảm xúc quấy nhiễu. Tiền bạc giải quyết 99% vấn đề, 1% còn lại là do quyền lực và địa vị xã hội quyết định. Hãy cẩn thận với những gì bạn nói, hoặc nếu cảm thấy không chắc chắn thì đừng nói, bởi vì những lời nói đó có thể được người khác mang đi rèn thành kiếm và đâm vào lưng bạn lúc nào không hay. Đối với việc tiếp nhận quà cáp từ ai đó, nên nhớ rằng mỗi món quà đều mang theo mục đích riêng, bạn đáp ứng được mục đích của người tặng thì mới nhận, còn không thì từ chối cũng chẳng mất mát gì. Thất bại giúp con người ta nhận ra điểm nào nên tiếp tục phát huy, điểm nào nên từ bỏ, không phải để bạn lao đầu vào sửa chữa điều mà bạn nên từ bỏ. Người ta cố gắng học hành, chăm chút ngoại hình để tìm gặp bạn đời xứng vai phải lứa. Bạn dựa vào đâu đòi họ yêu một người lười biếng, xấu xí, tính tình gàn dở? Tình yêu không phải như phim ngôn tình. Nếu bạn không cố gắng, đừng trách ông trời tại sao không cho bạn gặp kỳ tích. Ngoại trừ cha mẹ và chính bạn, đối với ai cũng nên cẩn trọng một chút. Bạn không biết thứ ở phía sau lưng họ là hoa hay gươm giáo đâu. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Cuộc đời còn đến mấy chục năm, chứ không phải ngõ cụt để bạn than trời trách đất.
Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc. Vậy bạn có bao giờ thanh toán một bữa ăn tại nhà hàng bằng một cái ôm hay lời tỏ tình chưa? Tổng hợp những điều khắc cốt ghi tâm mà bạn nên ghi nhớ, hãy cùng mình xem nhé. Khi buồn chán, hãy im lặng, kêu than chẳng giải quyết được gì. Không nên nghĩ rằng chỉ cần tìm được một người đàn ông nhiều tiền thì cái gì cũng có. Tự kiếm tiền mua món đồ mình thích sẽ vui vẻ và thoải mái hơn nhiều so với việc cầm tiền của người khác đi mua. Nếu không thích sự quan tâm từ người khác, hãy dứt khoát một cách lịch sự. Tình yêu mà không có bao dung và tha thứ thì sớm muộn cũng phải chia ly. Nếu chán công việc hiện tại, hãy thay đổi nó, còn không, đừng kêu ca. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng tiền bạc do bản thân tự kiếm ra còn quan trọng hơn. Tiết kiệm là tốt, nhưng nên học cách tự thưởng cho bản thân sau những vất vả bon chen. Cho dù mất tất cả, cũng không được đánh mất nụ cười. Trong chuyện tình cảm, nếu không có người thứ ba xen vào, vậy thì hãy xem lại chính mình. Hãy dành thời gian ở bên những người yêu thương bạn thực sự. Chẳng có ai là bận tới mức không có thời gian dành cho người mình yêu. Nếu muốn, sẽ luôn có cách. Nếu không muốn, sẽ luôn có lý do. Nếu người đó không còn tình cảm với bạn nữa, đừng quỵ lụy. Nếu không thể giữ được tình yêu, thì hãy giữ tự trọng cho mình. Tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính mình. Thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình một tim hoặc để lại bình luận cho mình biết với nhé. Chỉ những người thông minh mới thường tự nói 10 câu này mỗi ngày. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Nếu không ai muốn làm, vậy mình sẽ làm. Mọi chuyện cũng chưa phải quá tệ. Mình không thể hoàn thành mọi việc trong hôm nay, nhưng ít nhất thì mình đã bắt tay vào làm. Nói ít đi, làm nhiều hơn. Những người xa lạ nghĩ gì không liên quan đến mình. Biến tức giận trở thành động lực để làm việc. Những gì tôi làm được có thể không phải hoàn hảo nhất, nhưng nó phù hợp với tôi nhất. Lần sau, mình sẽ làm tốt hơn. Chẳng ngại ngùng gì khi nói cảm ơn người khác một cách chân thành cả. Cố gắng nhiều hơn, mình cũng sẽ trở nên tốt hơn. Những câu nói hay, ý nghĩa và thiết thực nhất, bạn nên đọc một lần nhé. Sống ở đời, phải từ bi với người già, khoan dung với người mắc lỗi, cảm thông với người khó khăn, bởi lẽ trong cuộc đời sẽ có lúc bạn ở trong hoàn cảnh đó. Trên đời này có hai thứ không thể trực tiếp nhìn vào, một là mặt trời, hai là lòng người. Đừng buồn vì ai đó bỏ rơi bạn, mà hãy sống sao cho họ buồn vì đã đánh mất bạn. Khi còn trẻ, người ta bán sức khỏe để kiếm tiền, lúc về già lại dốc tiền để mua sức khỏe. Thà bị ghét vì sống thật với chính mình, chứ không giả tạo, nói xạo để người khác yêu thương. Giàu hay nghèo không quan trọng, quan trọng là đừng đối xử với nhau một cách rẻ tiền là được. Nóng giận sẽ giết chết bạn từ bên trong. Vì thế, bình tĩnh chính là bài học đắt giá nhất của cuộc đời mà bạn phải học càng sớm càng tốt. Trên đời này, người đàn ông thương bạn vô điều kiện, cho đi mà không bao giờ đòi hỏi gì ở bạn, chỉ có bố bạn mà thôi. Tuổi tác không nói lên độ trưởng thành, điểm số không nói lên năng lực và những lời đồn đại không nói lên bạn là ai. Lúc khổ chẳng ai thèm nhìn, phất lên một cái, 9.000 anh em. Muốn mua đồ mà không nhìn giá, hãy lao động mà không nhìn đồng hồ.
ngoại trừ chuyện sinh tử, còn lại mọi thứ đều có thể giải quyết được. Cố gắng có thể thành công, nhưng bỏ cuộc chắc chắn thất bại. Tốc độ thành công của bạn nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của ba mẹ. Những câu nói truyền cảm hứng làm thay đổi cuộc đời bạn, các bạn cùng nghe và suy ngẫm nhé. Cuộc sống có hai nguyên tắc: 1. Không bao giờ từ bỏ. 2. Luôn luôn nhớ nguyên tắc 1. Những việc tôi đã làm, tôi không hối hận. Tôi chỉ hối hận về những việc tôi có cơ hội thực hiện nhưng lại không làm. Hãy chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, nên biết rằng chính bạn chứ không ai khác sẽ là người đưa bạn tới nơi bạn muốn. Mỗi người đi qua đời ta đều dạy cho ta điều gì đó. Một số bài học rất đau đớn, một số thì không, nhưng tất cả đều vô giá. Những điều tốt đẹp sẽ đến với những người biết chờ đợi. Những điều tuyệt vời hơn sẽ đến với những người chịu bắt tay vào việc và làm bất cứ điều gì để làm chúng trở thành hiện thực. Để thành công, khao khát thành công của bạn phải lớn hơn nỗi sợ thất bại. Khi quá khứ gọi tên, hãy cho nó vào hộp thư thoại, tin tôi đi, nó chẳng thể nói lên được điều gì mới cả. Tôi biết ơn những người đã nói không với tôi, bởi nhờ họ, tôi đã tự mình làm điều đó. Cách duy nhất để làm tốt một việc là hãy yêu công việc bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy cứ tiếp tục tìm kiếm, đừng dừng lại. Đừng lo lắng về thất bại, hãy lo về những cơ hội bạn bỏ lỡ khi bạn không hề cố gắng. Nỗi đau bạn cảm nhận hôm nay sẽ là nguồn sức mạnh cho bạn trong tương lai. Mỗi thách thức sẽ đem lại cho bạn cơ hội để trưởng thành. Yêu những gì bạn có, cần những gì bạn muốn, chấp nhận những gì bạn nhận được, cho những gì bạn có thể. Hãy luôn nhớ rằng, những gì cho đi đều có thể nhận lại. Tự tin vào bản thân là phẩm chất hấp dẫn nhất mà một người có thể có. Làm sao mọi người có thể biết bạn tuyệt vời thế nào nếu chính bản thân bạn còn không thấy điều đó? Không một ai viết ra một kế hoạch khiến bản thân trở nên trắng tay, mập ú, lười biếng hay ngu ngốc. Đó chỉ là những gì xảy đến khi bạn không có một kế hoạch cho mình. Có ba thứ không thể lấy lại được trong cuộc sống: những lời đã nói ra, khoảnh khắc bỏ lỡ và thời gian đã trôi qua. Hãy cẩn thận. Hãy tránh xa bất cứ điều gì hay bất cứ ai lấy đi niềm vui của bạn, bởi cuộc đời quá ngắn ngủi để phải chịu đựng những kẻ ngu ngốc. Chỉ cần biết rằng, khi bạn thực sự muốn thành công, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ, dù cho mọi thứ có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa. Những thông điệp hay, ý nghĩa về cuộc sống, các bạn nên xem nhé! Cái gì mua được bằng tiền thì phải bỏ tiền mua, đừng đắn đo hơn thiệt. Chiều chuộng bản thân một chút chẳng có gì là sai cả. Hãy dành tâm lực để đầu tư cho những cái tiền không thể mua được. Đừng kêu than với đám đông làm gì, một nửa không quan tâm, một nửa mừng thầm khi thấy bạn xui xẻo. Khi gặp khó khăn, bạn hãy coi đó là một thử thách để khiến bạn mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Hãy lạc quan khi tiếp nhận mọi chuyện bạn nhé. Dù bạn có làm bất kể thứ gì thì cũng nên dành tình yêu, niềm đam mê và sự khát khao vào nó. Hãy sống hết mình khi còn có thể, đừng để sự nuối tiếc đeo bám bạn đến cuối cuộc đời. Con người đi giữa thế gian đều phải đeo lên mình những chiếc mặt nạ khác nhau, không phải vì giả tạo, mà là rất nhiều lúc cần phải trốn tránh tự nhiên, thuận theo hoàn cảnh. Nếu như bạn không thể thay đổi cuộc sống, thì phải vì cuộc sống mà đổi thay chính mình. Dù bạn sinh ra không phải ở vạch đích, nhưng bạn luôn cố gắng để đến vạch đích mới là điều đáng trân trọng. 4 nguyên tắc vàng trong cuộc sống: trung thực khi nghèo khó, giản dị khi giàu có, lịch sự khi có uy quyền, im lặng khi giận dữ. Bạn hãy cứ cố gắng, quan trọng là bạn phải vượt qua được giới hạn của chính mình. Dù kết quả có ra sao cũng đều tốt cả, thua keo này ta bày keo khác, không thành công thì cũng thành nhân. Sự may mắn và thành quả đạt được có liên quan đến nhau, nhưng không được gộp chung chúng lại. Ý nghĩ tiêu cực và sự lưỡng lự của bạn sẽ khiến nhiều cơ hội bị bỏ qua.
con đường đi đến thành công của bạn sẽ ngày càng trắc trở nếu bạn vẫn giữ những suy nghĩ như vậy. Lời lẽ tiêu cực cũng chỉ là tiếng ồn, bịt tai lại là đỡ ô nhiễm ngay, một cái headphone là quá đủ cho một ngày tươi đẹp. Đừng sống để làm hài lòng người khác, hãy sống sao cho đúng với bản thân mình. Nếu bạn cảm thấy những gì mình làm là lương thiện thì đúng hay sai chỉ là chuyện của người khác. Đôi khi bạn cần phải im lặng, nuốt cái tôi vào trong và chấp nhận rằng bạn sai. Đó không phải là bỏ cuộc, đó là trưởng thành. Sau cơn mưa chưa chắc trời sẽ sáng, mà rất có thể sẽ lại mưa tiếp. Điều bạn cần làm là chuẩn bị cho mình một chiếc ô để đối phó với cơn mưa sắp tới. Khi bạn nói, bạn chỉ đang lặp lại những gì bạn biết, nhưng nếu bạn lắng nghe, bạn sẽ học thêm được vài điều mới mẻ. Người duy nhất bạn nên cố gắng để vượt qua chính là bản thân bạn của ngày hôm qua. Chiến thắng vĩ đại nhất là chiến thắng chính bản thân mình. Than vãn chẳng có tác dụng gì, cứ ngồi đó mà than vãn chỉ tốn thời gian, mà kết quả thì vẫn thế. Khó khăn đã mặc định là tất yếu của cuộc sống, vì thế thay vì than vãn thì hãy dùng thời gian đó mà tiếp tục hành động, tiến lên. Bạn sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi trở nên mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất mà bạn có. Cứ khóc thật to nếu bạn muốn, nhưng hãy luôn chắc chắn rằng một khi ngừng khóc thì bạn sẽ không bao giờ phải khóc vì cùng lý do đó nữa. Bạn sinh ra không phải để gồng mình trở nên hoàn hảo, hãy là chính bạn, đừng sống cuộc đời của một ai khác. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, đừng đánh giá họ khi bạn chưa thực sự hiểu. Những điều mà trường học không dạy bạn, ra đời mất tiền, mất bạn, hỏng việc mới tự ngộ ra. Muốn có năng lượng thì lương buộc phải nặng. Đi làm, giỏi chuyên môn không phải là tất cả. Còn trẻ, còn sức thì hãy lo học và phấn đấu, khổ trước sướng sau, ông trời không phụ người có ý chí. Sống thẳng thắn không phải lúc nào cũng là tốt, đôi khi cần phải thảo mai thật chuyên nghiệp. Ra đời, gặp người, tin 50% là nhiều. Với người lớn tuổi, dụng tâm chân thành mà đối đãi, đừng bao giờ lừa dối, sau này sẽ nhận lại được nhiều thứ to lớn hơn mà không bao giờ thiệt. Mình là phiên bản của họ khi xưa, đừng làm trò qua mặt, đều giả với họ. Nếu mình đang không phải lo gì về tiền bạc và gánh nặng, tức là có ai đó đang thay mình làm việc đó. Lắng nghe nhiều hơn, nói ít lại. Phải luôn vui vẻ bên ngoài, về nhà đắp chăn khóc sao cũng được. Những gì hiện tại bạn lo sợ, sau này nhìn lại, hóa ra chỉ thế mà thôi. Không phải ai bỏ học cũng thành công, đừng bám vào suy nghĩ, học ra rồi cũng vậy, nghỉ học đi làm sớm có tiền hay hơn. Sau này, thiệt hơn khác rõ. Chết đi sống lại, vẫn phải đi làm, ai còn đi học thì trân trọng thời gian đó đi. Sau này có hối hận thì cũng không quay lại được nữa đâu. Nếu tổng hợp những lời hay, ý đẹp về cuộc sống, các bạn hãy nghe và cảm nhận nhé. Nếu giọt nước rơi xuống hồ, nó sẽ biến mất, nhưng nếu rơi xuống lá sen, nó sẽ tỏa sáng như một viên ngọc. Rơi giống nhau, nhưng ở cùng ai mới là điều quan trọng. Dù ngôi nhà của bạn có to bao nhiêu đi nữa, dù bạn mới vừa tậu một chiếc xe hơi mới tinh, hay kể cả tiền của bạn trong tài khoản ngân hàng có nhiều cỡ nào, thì phần mộ của bạn cũng chỉ nhiêu đó kích thước, hãy khiêm tốn. Chúng ta chỉ thật sự thất bại một khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng. Im lặng và mỉm cười là hai vũ khí lợi hại. Mỉm cười là cách để giải quyết nhiều vấn đề, im lặng là cách để tránh những vấn đề rắc rối xảy ra. Nếu bắt đầu thì có khả năng bạn sẽ nhận lấy thất bại, nhưng nếu không bắt đầu thì bạn đã thất bại rồi. Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên. Hãy sống
là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường. Không phải ai cũng là tương lai của bạn, một vài người chỉ lướt qua cuộc đời bạn để mang lại cho bạn một số bài học của cuộc sống. Cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn mơ ước, nhưng cuộc sống cho bạn quyền được lựa chọn ước mơ và quyền được thực hiện nó. Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn. Nếu có người lăng mạ, nguyền rủa bạn, không nhất thiết phải quay đầu lại xem người đó là ai. Hãy thử nghĩ sâu sắc một chút mà xem, giả sử một con chó điên cắn bạn một cái, lẽ nào bạn cũng cần phải hạ mình cúi thấp sát đất chỉ để cắn trả lại nó một cái? Tổng hợp những câu nói hay, truyền cảm hứng, có khả năng thay đổi đáng kể cách chúng ta cảm nhận về cuộc sống. Các bạn cùng xem nhé! Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc là một con đường. Khi bạn có quá nhiều sự lựa chọn, bạn không biết mình muốn gì. Khi bạn biết mình muốn gì, thì cũng là lúc bạn không còn sự lựa chọn. Sự khiêm nhường thì người ta càng phục, tự khoe mình thì người ta càng khinh. Đừng mơ trong cuộc sống, hãy sống cho những giấc mơ. Đừng bao giờ chia sẻ bí mật của bạn với bất cứ ai, vì đó có thể hủy hoại bạn. Đây có lẽ là lời khuyên quan trọng nhất cuộc đời. Bạn có thể tin vào giấc mơ của mình, nhưng bạn phải hành động để biến chúng thành sự thật. Cuộc sống rất đơn giản, nhưng chúng ta cứ bắt nó phải phức tạp. Hôm nay đầy rẫy những khó khăn và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng, nhưng sau ngày mai, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Chỉ lên tiếng khi bạn thực sự biết lời nói của mình tốt đẹp hơn việc giữ yên lặng. Không tin vào chính mình, tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu. Đừng thất vọng khi bị từ chối, đừng buồn khi mình thất bại, đây chỉ là bài test của cuộc đời thôi. Người tốt thường chẳng khéo miệng, kẻ xấu lại giỏi nói lời hay. Những câu nói sau đây sẽ giúp bạn hiểu lẽ đời hơn đấy. Vẽ người vẽ mặt, khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng, chân thành quá mức là một cái tội, tin người quá vội là một cái ngu. Trên đời này khó đoán nhất là tâm tư của người khác, khó điều khiển nhất là tình cảm của chính mình, và khó giữ nhất là lòng người đã đổi thay. Người thật thà thường chẳng biết khóe miệng, kẻ giả tạo lại biết toàn điều hay. Điều khó thay đổi nhất chính là sự đổi thay của lòng người. Đáy biển tuy sâu nhưng người đời đo được, lòng người tuy nông nhưng không ai thấu bao giờ. Vạn người quen, có mấy người là bạn, trăm loại bạn, có mấy người là thân, chục người thân có mấy người là tốt, vài người tốt liệu có được bền lâu, một người là đủ nếu có chữ chân thành. Thời gian trôi và lòng người thay đổi, có những người ra đi, để lại cho mình sự thảng thốt, sự mất mát và vết thương lòng. Sống ở đời không ai muốn mình là một người xấu, ai cũng muốn có một cuộc sống ngẩng cao đầu, sống không hổ thẹn với lòng. Thế nhưng, sự đời đôi khi chẳng như ý muốn, đôi khi người ta phải sống hai mặt để đổi lấy hai chữ bình yên. Thứ dễ thay đổi nhất là lòng người, thứ làm cho lòng người thay đổi là vật chất, tiền bạc. Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người tuy cạn ai đo vơi đầy, thốt ra lời nói thì hay, nhưng mà lòng dạ thì đầy mưu mô. Có tiền mua được cuộc chơi, không tiền mua được cách chơi bạn bè. Giàu chưa chắc đã sang, nghèo chưa chắc đã hèn, tất cả còn tùy thuộc vào nhân cách con người. Chơi với người tốt như vào hàng hoa, khi đi ra hương thơm còn vương vấn. Chơi với người xấu như vào hàng cá, quen tanh rồi, chẳng biết mình tanh. Người ta nói, con ong độc nhất ở cái đuôi,
Còn đàn bà độc nhất là ở tấm lòng, không sai đâu. Hãy nghĩ kỹ đi, nếu bạn không chọc phá con ong, nó sẽ chẳng chích. Cũng như đàn bà, nếu không đẩy họ vào đường cùng, họ sẽ không bao giờ thâm độc.